Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình giới thiệu nghệ sĩ được phát trên sóng LA34 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh của Trúc Diễm, Á hậu 1 và gương mặt khả ái tại cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh vào năm 2005 và Miss Fashion vào cuộc thi Hoa hậu trái đất vào năm 2007. Khởi nghiệp là một người mẫu, nhưng lần lần thì Trúc Diễm đã lớn sân sang là một diễn viên và một ca sĩ. Để biết thêm về công việc của cô hoa hậu cũng như là diễn viên ca sĩ này thì trong chương trình này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Trúc Diễm. Xin chào Trúc Diễm. Dạ, xin chào chị Diễm Trang. Trúc Diễm gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình giới thiệu nghệ sĩ trên đài truyền hình Long An. Diễm nè, hiện tại bây giờ thì Diễm đã khởi động cho những kế hoạch trong năm 2011 này chưa? Dạ, nói chung là hiện tại thì những kế hoạch của Diễm thì đang rất là nhiều và đang được sắp xếp lại cho một cái trình tự nó hợp lý hơn. Cho nên là nói chung là khởi động thì chắc là đang làm những cái thao tác để chuẩn bị khởi động. Diễm có thể bật mí một tí xíu là kế hoạch trong năm nay Diễm sẽ thực hiện những dự án như thế nào? Trong năm nay thì Diễm có khá nhiều dự án, không chỉ riêng về lĩnh vực âm nhạc mà còn về lĩnh vực xã hội. Thì Trúc Diễm lúc nào thì cũng muốn hoạt động song song hai cái lĩnh vực đó. Tại vì Trúc Diễm luôn quan niệm là khi mà mình nhận được rất là nhiều tình cảm của khán giả thì bằng một cách nào đó thì mình sẽ làm những cái gì khác để mà đáp lại những cái tình cảm đó. Thì nói sơ qua thì chắc có lẽ là sẽ có ít nhất là một single âm nhạc sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 4 này. Song song đó thì Diễm cũng chuẩn bị thêm một số cái album nữa. Một số một số cái album nữa mà bây giờ thì Diễm cũng không có thể nói cụ thể tại vì chưa có đưa đến cái quyết định cuối cùng. Sau đó là sẽ là một tập sách ảnh về du lịch, và cái tập sách ảnh này thì sẽ thể hiện hình ảnh là của người phụ nữ Việt Nam và qua khắp con mắt của bạn bè châu Á. Có nghĩa là Trúc Diễm sẽ đi khoảng 10 nước châu Á và thực hiện cái bộ sách ảnh này cùng với một video clip, 10 video clip tặng kèm bên trong. Và sau đó thì mình sẽ phát hành, rồi cái tiền này thì mình sẽ dùng để làm từ thiện khắp nơi trong khắp Việt Nam. Nghe qua thì chắc chắn là năm 2011 này Diễm sẽ rất là bận rộn với công việc của mình. Thế nhưng mà nói riêng về lĩnh vực âm nhạc thì không biết là trong năm 2011 này Diễm có hướng đến một hình ảnh của mình mới hơn không? Thực sự á, khi mà trong năm 2010 thì cái hình ảnh mà Diễm xây dựng trên âm nhạc, cái hình ảnh đơn giản là một hình ảnh cũng khá thành công. Bởi vì khi mà Diễm đi rất là nhiều nơi thì khán giả nhận ra mình nhiều hơn, và họ không chỉ gọi Trúc Diễm là hoa hậu như ngày xưa mà họ nói là chị Trúc Diễm, chị đơn giản, chị đơn giản, em thích bài đơn giản của chị, em thích phong cách của chị. Có nghĩa là em nghĩ là cái hình ảnh mà mình hướng tới thì lúc đó khi mình xây dựng nó rất đơn giản và rất là gần gũi với công chúng, và Diễm cảm thấy là có một cái hình ảnh hay nên phát huy, và cái đó là những cái hình ảnh mà như là gần gũi với mọi người. Thế cho nên là Diễm mới phát huy nó theo một cái hướng như là trong cuộc sống bình thường của Diễm thì lúc nào Diễm cũng muốn là được đơn giản, là chính mình. Nhưng mà cái hình ảnh xây dựng trong âm nhạc trong năm 2011 này á, thì sẽ là khi mà sẽ là một cái hình ảnh sang trọng hơn, một cái hình ảnh quyến rũ nữ tính hơn trên sân khấu. Nghĩa là không đơn giản nữa rồi. Vẫn giữ cái con người của mình đơn giản, mộc mạc. Vì mình sống như thế nào từ trước tới giờ thì mình vẫn muốn giữ và phát huy những cái điều đẹp nhất. Nhưng mà đối với trong âm nhạc á, nó là một cái sự gọi là hình ảnh về trong âm nhạc á, thì nó phải có một cái gì đó khác lạ một chút, để mà khi mình bước lên sân khấu thì luôn làm cho cảm thấy khán giả cảm thấy thích thú. Sở dĩ mà có được như ngày hôm nay, có được chỗ đứng trong lòng các fan của mình thì khởi đầu khi mà bước vào ca hát thì Diễm cũng gặp rất là nhiều khó khăn, phải không? Và Diễm đã trải qua nó như thế nào? Dạ, thực sự thì cho tới kể cả thời điểm hiện tại thì em cũng cảm thấy những cái khó khăn này nó còn cũng rất rất là nhiều. Bởi vì khi mà ngày xưa mình đi làm người mẫu thì nó rất là khác. Công việc thì giống như là người mẫu là có công việc thì sẽ có người bên họ order tới,
họ mời, họ mời mình tham gia. Còn cái này ca sĩ thì mình phải tự thân vận động rất là nhiều, rồi mình phải vừa phải đầu tư, vừa phải luyện tập, vừa phải luôn duy trì những mối quan hệ tốt và làm thêm rất là những ý tưởng mới. Có nghĩa là mình phải tự bản thân mình phải hoạt động rất là nhiều, nên là em cảm thấy là nó rất là khó khăn đối với mà một người chuyển lĩnh vực như em thì lại càng khó khăn hơn nữa. Nên là lúc mới đầu em vô một cái môi trường giống như em cảm thấy bước vào một cái môi trường mới hoàn toàn và phải làm quen lại từ đầu. Như khi mở người mẫu thì chắc là ai em cũng biết, ai em cũng rành, nhưng mà bước sang ca nhạc thì không phải ai em cũng thân, ai em cũng biết hết, nên em cảm thấy rất là lạ lẫm. Phải reset lại dạ cả. Dạ vâng, rồi có rất là nhiều những cái mẹo nhỏ khi đi hát hay là như thế nào đó, nhưng là mình không có biết. Và những cái đó thì mình phải tập, giống như ngày xưa Diễm đi diễn thời trang Diễm bị té, Diễm hiểu tại sao Diễm bị té, thì bây giờ Diễm đi hát Diễm làm gì không đúng, bắt đầu Diễm mới phải học từ từ, có nghĩa là phải có những cái vấp ngã đó, xong rồi Diễm mới trở nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và biết cách làm sao để mà phát triển mình hơn. Khó khăn đã thấy trước mắt rồi mà tại sao Diễm lại quyết định chuyển sang ca hát ha? Dạ thì tại vì chắc là em còn trẻ, tính của em thì thích thử thách bản thân mình, khám phá mình. Tại vì nếu như mà em không như vậy thì chắc không có Trúc Diễm ngồi ở đây, mà chắc là sẽ là cô chỉ giáo là hay là nhân viên văn phòng thôi á. Có nghĩa là em không bao giờ em nghĩ tới là mình là đi làm nghệ thuật rồi trở nên nổi tiếng hết á. Nên là nếu như mà thực sự là cũng nhờ có mẹ em động viên em rất là nhiều, làm cho mình phải cố gắng phấn đấu khám phá bản thân mình chứ không có ù lì một chỗ. Nên là khi mà em biết là cái con đường ca hát nó sẽ khó hơn rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ là nếu như mình cố gắng và khán giả nhìn nhận và cảm nhận được cái sự cố gắng của mình, mà họ nhìn thấy được cái sự tiến bộ của mình trong âm nhạc, thì em nghĩ là mình cũng có được một lượng khán giả nhất định ủng hộ mình. Như vậy là nhờ sự động viên của gia đình cộng với niềm đam mê mình, Diễm đã bước chân trên con đường nghệ thuật và bây giờ có một Trúc Diễm ngồi đây. Dạ. Bây giờ thì Trang lại muốn mời khán giả của chương trình giới thiệu nghệ sĩ xem một Trúc Diễm đơn giản trong ca khúc đơn giản được không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chỉ sẽ xua làm chi hơn thua hình thức kia.
bước sang con đường ca hát thì trong thời gian bao lâu thì Diễm đã cho ra album đầu tay này của mình? Diễm nghĩ là trong khoảng thời gian một năm. Có nghĩa là trước đó thì Diễm chuẩn bị một cái album khác với một ekip khác, nhưng mà lúc đó thì nó không có làm việc, nó không có được suôn sẻ lắm. Thì tới 6 tháng sau đó thì Diễm quyết định là tạm ngưng cái dự án đó lại, và sau đó thì Diễm làm việc với ekip sau này. Thì nói chung có nghĩa là mình cũng cần phải có thời gian, và sau đó thì 6 tháng sau thì mình phải đúng hẹn với khán giả. Thì dù sao thì Diễm cũng không muốn là một người thất hứa, cho nên là khi mà thực hiện xong album đơn giản này nè, thì nhiều khi Diễm ngồi Diễm nghĩ là giá như là mình cho bản thân mình thêm chút thời gian nữa, nhiều khi mình luyện tập rồi mình sẽ bổ sung nó lại nó tốt hơn. Nhưng mà nhìn lại thì đối với một người mà mới chuyển sang ca hát như thế thì cũng không đến nỗi nào tệ. Thôi coi như là bước đầu rút kinh nghiệm với tạm hài lòng. Những sản phẩm đầu để mình, thứ nhất đó là mình thăm dò xem là khán giả có những phản hồi như thế nào, mình có hợp với cái thể loại nhạc này không, hay là mình có cần thay đổi gì không. Như vậy thì Diễm cũng hãy nói luôn là trong đơn giản này, cái phong cách mà Diễm muốn hướng tới cũng như là cái ý nghĩa của chữ đơn giản Diễm muốn gửi đến khán giả là gì? Trong đơn giản này á, thì có lẽ là tất cả mọi thứ từ thiết kế album rồi hình ảnh trong album, ảnh chụp, là đến cả cái tên album, nó đều chỉ ra một điều là những cái điều mộc mạc nhất, gần gũi nhất. Có nghĩa là khi mà mọi người quen nhìn vào người nổi tiếng là những cái gì đó hào nhoáng nhất, thì thực sự thì mỗi người cũng có một cái khía cạnh bình thường như tất cả mọi người thôi. Bởi vì Diễm cũng đi thỉnh thoảng cũng hay đi chơi với rất nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nghề, không ca sĩ, rồi cũng có diễn viên, rồi cũng có người mẫu. Thì ngoài cái phút mà bước lên sân khấu hay là phải xuất hiện ở những event rồi gặp gỡ bình thường những công việc của họ, thì họ vẫn là một cái người rất là bình thường, có những cái thói quen cũng khá là bình dân, dễ thương. Người thì thích đạp xe đạp đi chơi vòng vòng, thích đi ăn quán cóc lê la, bản thân mình cũng vậy. Thế là mình nghĩ là ồ, tại sao mình không thể hiện một cái hình ảnh nó như vậy, tại sao mình phải cái bắt đầu thì đó giờ khán giả cũng quen một chút Diễm gần gũi thân thiện rồi. Đó là cái hình ảnh mà em xây dựng trên sàn cá quốc rồi, từ hồi em đi làm người mẫu rồi, và em phát huy cái đó ở một cái hướng khác. Tại vì em nghĩ âm nhạc thì nó sẽ truyền tải tới khán giả nhanh hơn và dễ cảm nhận hơn. Như vậy là đơn giản thể hiện một chút Diễm mộc mạc, một chút Diễm ngoài đời đúng không? Dạ. Và phong cách âm nhạc thì sao Diễm ha? Chủ yếu là tại vì em cũng nghe nhạc châu Âu nhiều, cho nên là khi mà thể hiện cái này thì em muốn nó có cái mới một chút. Thế là tụi em mới bàn, và cuối cùng là nghĩ là có những cái phần tham gia đọc rap trong đó. Rồi nhạc thì nó cũng theo tiết tấu nhanh, và thể loại nhạc thì giống như kiểu là pop điện tử, nó có thêm có chút âm thanh điện tử trong đó nữa. Thì giống như là mình muốn thử nghiệm một cái mới, mình pha trộn giữa cái dòng pop nhạc nhẹ dễ nghe mà mình pha trộn với những cái âm thanh điện tử, rồi mình chỉnh nó nhanh hơn để coi nó sẽ ra như thế nào. Nói chung là em cũng liều. Tại vì em thích thể hiện những cái mới. Khi một khi mà mình đã bắt đầu vào một cái con đường mới thì mình cũng album đầu tay đôi khi em cũng hơi liều tí. Nhưng mà liều biết đâu mình lại có nhiều bài học kinh nghiệm. Dạ vâng, thì nói chung thì cũng nhận được những cái bài học kinh nghiệm, những cái phản hồi tích cực. Có nghĩa là mình cũng biết là những cái điểm mạnh, điểm yếu, cái gì mình cần sửa, cái gì hay, cái gì dở, để những cái sau mình làm tốt hơn. Vậy thì đã ra album đầu tay rồi, chắc là cũng có những kinh nghiệm rồi. Dạ. Cũng có sự góp ý và phản hồi của khán giả rồi. Dạ. Vậy thì tiếp theo, sản phẩm tiếp theo Vol 2 thì Diễm sẽ định hướng như thế nào? Dĩ nhiên là như khán giả nói là Trúc Diễm ơi, tại sao em thấy chị hát nhạc ballad hay hơn, chị ơi em thấy là
Cái này nó nhanh và tiết tấu nó đều quá, nghe nhanh mà thấy nó đều như vậy á, thật sự nó không có dễ hát chút nào. Mọi người nghĩ đều vậy là dễ hát nhưng mà nó không dễ hát chút nào, vậy là bằng chứng là fan của Diễm Nội tập hoài hát không được. Hên này là hơi khó đem vô karaoke. Thì nói đùa vậy chứ em nói bạn nói là như là mình phải chọn cái bài nào đó mà có thể tôn lên cái chất giọng của mình hơn để người ta có thể cảm nhận cái chất giọng mình hơn. Mà riêng về cái phần mà ý nghĩa mà Diễm chọn hay cái gì đó thì những cái bố cục khác thì rất là mọi người khen là rất là ổn. Nói chung là ý tưởng mà sắp xếp concept cũng khá là rõ ràng. Thì cái này Diễm nghĩ là sau những cái phản hồi đó mình tự rút ra là trong môn 2 là mình sẽ làm sao để mà kiếm chọn lựa tác giả khác có những cái bài mà có thể giúp mình phô diễn cái chất giọng mình hơn, che che bớt những cái khuyết điểm mà mình còn thiếu. Mà dĩ nhiên là những cái khuyết điểm mà mình còn thiếu đó thì mình lại phải đi luyện tập để cho mà để mà nó tốt hơn một cách hoàn hảo hơn. Và cái thực sự cái hình ảnh mà đơn giản ở ngoài đời rất là dễ thương, nhưng mà khi mà bước lên sân khấu á, thì biết rồi ai cũng lộng lẫy. Ai cũng lộng lẫy hết, và em nghĩ là khán giả cũng thích xem những cái đó, chỉ trừ một số những chương trình sinh viên thì mình có thể đơn giản, nhưng mà những chương trình sân khấu lớn thì họ cũng đòi hỏi là mình cũng phải dàn dựng hoành tráng, và có thể là âm nhạc của mình cũng phải đại chúng hơn, tại vì cái này thì nó không được đại chúng lắm, mà nó không được không phải là ai nghe thì cũng thích, nên là trong vô 2 em sẽ thay đổi để cho nó dễ nghe hơn. Rồi, như vậy là chúng ta đã biết được nhiều những kế hoạch về âm nhạc của Trúc Diễm. Thế còn đối với điện ảnh thì như Tết năm ngoái thì các fan được xem Diễm trong Nhật ký Bạch Tuyết đúng không? Dạ. Nhưng mà sau đó thì lại không thấy Diễm xuất hiện nữa với vai trò là một diễn viên. Có phải vì quá đầu tư cho âm nhạc mà quên mất cái vai trò kia không ạ? Không biết là quý vị khán giả mà khi xem Nhật ký Bạch Tuyết thì sẽ cảm thấy Bạch Tuyết của chúng Diễm như thế nào. Diễm cảm thấy là đó là một cái vai diễn rất là hay, và Diễm rất thích cái vai của Diễm, và Diễm nghĩ là mình đã thể hiện tốt cái vai của mình. Thật sự là sau đó thì Diễm cũng chưa có cơ hội nào để mà có thể tìm được một cái kịch bản hay, một cái vai diễn hay để mà mình có thể thả sức cháy mình trong cái niềm đam mê về điện ảnh. Tại vì khi mà mình làm, em phải cảm thấy là nhân vật nó thuyết phục được mình thì mình diễn nó sẽ tốt hơn, hay hơn. Lúc em nhận cái vai Bạch Tuyết đó, cái cuốn kịch bản lúc nào em cũng gói trên đầu giường. Có nghĩa là em thật sự là em thích thì em mới làm. Tại vì điện ảnh Việt Nam thì cũng còn có những cái hạn chế, và cái quyền lợi của người diễn viên thật sự cũng không tính được cao. Nên là khi mà nhận phim thì dĩ nhiên là chính bởi vì cái phim đó mình yêu thích, bởi vì cái nhân vật mình yêu thích. Chứ em nghĩ là em làm điện ảnh thì chắc không phải vì tiền. Bây giờ thì có lẽ là Trúc Diễm sẽ gửi đến khán giả của chương trình một ca khúc thứ hai. Dạ, và ca khúc thứ hai nằm trong album đơn giản của Trúc Diễm, ca khúc có tựa đề là Gương Vỡ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lời hứa xưa phũ phàng tan vỡ, sao vỡ cứ lại
thật sẽ làm tất cả người ngoài mặt thôi. Một phút xa xôi, anh sẽ luôn dõi theo em mà cầu chú. Chờ em ở đây, luôn được may mắn, bình yên và hạnh phúc. Dù cho cuộc sống cứ mãi cuốn trôi, xin em giữ mãi nụ cười trên môi, vì anh yêu nhất nụ cười em thôi, đẹp như một vì sao lên ngôi. Từng ngày dài, cõi lòng càng nhớ anh. Mỗi khi em soi gương, trong gương hình dung anh lại dịu dàng hiện về. Từng kỷ niệm tràn trề, cùng từng lời hẹn thề, khi xưa chưa nói ra, nghẹn ngào dần lệ sâu, nằm vào lòng chỉ cứ cỡ người xin cho em đi xuyên qua vách ngăn, qua thế giới bên kia, cho em thấy được anh, cho em nói yêu anh, bao nỗi tiếc trong lòng chỉ vì gương vỡ. Năm 2010 qua đi cũng có những thành công và cũng có những chuyện không hay đến với mình, đúng không? À, trong cuộc sống thì không có gì hoàn hảo cả, nhưng mà khi nhắc đến những chuyện không hay đó thì Diễm có ngại không? Thật sự thì thỉnh thoảng Diễm đọc báo thì cũng có nghe nhắc lại thoáng thoáng. Thì thật sự thì đối với Diễm á, những cái gì nó đã trải qua rồi thì cho nó qua luôn. Thì qua năm mới thì Diễm muốn xây dựng lại hình ảnh của mình tốt hơn trong lòng khán giả hơn nữa. Dĩ nhiên là những cái điều xấu thì mình nhiều không tốt thì mình không bao giờ muốn xảy ra hết á. Nhưng mà dù sao thì nó cũng, như chị đã nói thì nó cũng đã xảy ra rồi. Em thật sự là cũng không ngại khi mà nghe nhắc đến. Nhưng mà dù sao thì cũng có cảm giác hơi buồn buồn tí. Và sau đó thì cuối cùng là thôi bây giờ năm mới rồi, mình quên đi những cái cũ. Tại vì người Việt Nam mình đó giờ lúc mà chuẩn bị bước sang năm mới cũng vậy, dù có ghét ai, có giận ai nè ha, rồi có cái gì để chăng nữa thì tới gần cuối năm á, mình cũng gọi điện thoại cho nhau, mình giải quyết vấn đề, mình xí xóa mình qua, để mình quên đi, mình qua năm mới mình khởi đầu cái tốt đẹp, với là cái suy nghĩ như là may mắn cho năm mới. Thì năm ngoái Diễm cũng vậy nên là xong cuối cùng là bây giờ Diễm nghĩ nếu mà có nhắc lại thì cũng không sao hết á, nhưng mà tốt nhất á thì mình nên chú ý và tập trung cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai, còn chuyện đã rồi mình không thay đổi được. Đối với Trang thì hình như là chuyện gì nó cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Dạ vâng. Nếu như mình đừng nói về mặt tích cực thì cái đừng nói về mặt tiêu cực chứ, thì cái tích cực đó là mình có được những bài học kinh nghiệm. Dạ vâng. Thì em thấy là thật sự nó không hoàn toàn xấu. Xấu hết. Có nghĩa là
cũng có này có kia, có người thích có người không thích, mà em nghĩ là cho dù làm cách tốt cách mấy thì cũng phải có người ghét, cũng có người không thích. Mình không thể làm vui lòng hết tất cả mọi người được, nhưng mà mình chỉ biết là mình sống đúng, mình phấn đấu cho mục tiêu của mình đã chọn. Mình nghĩ rằng những người luôn theo dõi những bước đi của mình thì họ sẽ luôn cảm nhận được đâu là con người thật của mình. Nhưng mà riêng Trang thì Trang lại chúc Diễm là hãy giữ gìn những điều tốt đẹp của năm cũ để là hành trang bước qua năm mới. Đây là một lời chúc rất là hay nha. Tại sao em không nghĩ ra vậy ta? Đúng rồi, tại vì em ngoài thật sự á, khi mà mình làm những cái chuyện tốt á, thì người ta chỉ nhìn sơ qua thôi, không để ý kỹ. Nhưng mà nếu mà có một chút chuyện không hay á, thì lại nhớ dai hơn. Thì đâm ra mình lại quên mất là những cái chuyện tốt của năm qua mình đã thực hiện được. Mình cũng đã thực hiện được rất là nhiều thứ. Đối với Diễm thì một năm mới này Diễm thấy như thế nào? Có đầy niềm tin hy vọng không? Lúc nào cũng phải ngập tràn niềm tin, mà thứ nhất là phải tin vào bản thân mình, sau đó là phải tin vào những người đang ủng hộ mình. Bởi vì mình phải như vậy người ta mới ủng hộ mình tiếp được, khán giả mới ủng hộ mình tiếp được, gia đình mình mới đứng bên cạnh mình. Chứ nếu như mình không có niềm tin, mình sẽ cảm thấy rất là chơi vơi, lạc lõng á. Nên là em nghĩ là em đặt rất là nhiều niềm tin trong năm mới. Và em cũng nghĩ là khán giả lúc nào cũng tin tưởng mình nếu như mình làm tốt. Lúc nãy Trang nhớ Diễm nói là năm nay sẽ có single nè, sẽ có một số album nè, rồi một album ảnh nữa. Nhưng mà không, hình như họ không có nghe về cái phần là người mẫu cũng như là diễn viên, hai cái hình ảnh này có xuất hiện trong năm 2021 không? Có lẽ là cho tới trong cái kế hoạch hiện tại thì chưa. Tại vì thật sự nha, Diễm cũng rất là thích thời trang. Tại vì Diễm xuất phát điểm từ đó, Diễm cũng rất là thích nghề người mẫu. Nhưng mà cái niềm đam mê của Diễm bây giờ nó dành cho một cái thứ khác nữa, mà Diễm nghĩ là mình chia ra nhiều quá thì sợ nó không được tốt. Có thể là ở mỗi một quý thời điểm trong năm thì Diễm sẽ tập trung cho một mảng nhất định để mà làm cho nó tốt, làm cho thiệt tốt. Xong cái quý đó, xong cái sản phẩm đó, mình sẽ tiếp tục làm cái khác. Như vậy thì nhìn Trúc Diễm đầy năng lượng, đầy niềm tin trong năm 2011 này, thì giống như lời chúc của Trang lúc nãy là hãy giữ những gì tốt đẹp nhất năm cũ để làm hành trang cho năm mới. Và Trúc Diễm sẽ thành công hơn nữa với con đường mà Diễm chuẩn bị bước đi mạnh mẽ hơn trong năm 2011 này, đó chính là âm nhạc. Chúc bạn sẽ thành công với những dự án của mình và sẽ càng ngày chiếm được nhiều trái tim của khán giả hâm mộ hơn nữa Diễm nhé. Đó là cái điều quan trọng nhất. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các khán giả đã luôn yêu quý và ủng hộ Diễm. Và Diễm hy vọng là những cái gì mà Diễm cố gắng thực hiện sẽ luôn có được niềm tin của khán giả. Và Diễm cũng hy vọng rằng qua những gì mình trải qua cũng truyền được thêm niềm tin cho tới các bạn trẻ, mà các bạn hãy cố gắng thực hiện những cái ước mơ của mình, đừng có lo ngại đến vấp ngã, bởi vì bạn phải vấp ngã thì bạn mới đứng lên, bạn trưởng thành và bạn thành công hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Và đây cũng chính là niềm tin mà khán giả muốn đặt vào Trúc Diễm, cũng như là Trúc Diễm muốn đặt niềm tin vào khán giả. Và đây cũng chính là lời chào tạm biệt của chương trình. Xin được hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau.